Trời ơi, anh Phong đi đâu vậy? Đi đâu mà kiếm anh hoài không thấy? Cái gì đây? Bỏ cái chân xuống, nhanh lên. Cười gì? Đi đâu? Đi đâu mà kiếm hoài không được? Thì từ từ bình tĩnh. Gì đâu mà gặp cái là cằn nhằn. Gì? Cằn nhằn gì? Anh có biết là chờ đợi là cái điều mà em ghét nhất không hả? Vậy mà tại sao anh cứ bắt em phải chờ đợi vậy? Biết rồi. Trời ơi, lâu lâu cho anh thư thái một chút. Anh đang thư giãn mà, cuộc sống nó bận rộn rồi. Thư thái không? Thư thái thì đi về nhà nghỉ việc đi. Em cho anh nghỉ việc để thư thái nha, ok? Gì trời? Khoái hù quá. Hù gì? Mình nói được là mình làm được, mình là sếp mà đúng không? Muốn cho người khác nghỉ việc, ngày mai cho nghỉ việc liền. Cái gì đâu, công ty có 3 người, có một thằng shipper. Suốt ngày cứ hù đủ gì. Nè, anh là anh hiền đó, anh đàng hoàng đó. Chứ anh mà bữa nào anh khủng khủng thì tủng lên một cái nha. Anh nghĩ gì một cái, cổ ai ship cho tụi em. Shipper cũng có giá shipper chứ bộ. Được lắm. Chờ đó. Chờ tôi kêu Nhã ra nha. Nhã! Nhã ơi! Nhã! Bà ra đây coi! Trời ơi! Làm cái gì mà kêu réo? Nãy giờ tôi nói hẹn trọng nè. Để đây, dùng này tính sao? Bà nhìn đi. Trai đẹp của bà đó, bà nhìn đi, nhìn cái thái độ lồi lõm xấu xí của ổng đi. Thấy được không? Sao vậy? Trời ơi, công ty có 3 người thôi. Mà tại sao tất cả mọi chuyện xảy ra trong đây bà đều không biết vậy? Là sao? Chuyện gì? Bà không nói sao tôi biết được? Giờ nha nè. Cái món quà này bà gói kỹ càng rồi đúng không? Đúng rồi. Tôi là tôi thắc mắc lắm á. Thu nghĩ tại sao khách hàng á lần này bị bỏ ra một số tiền to như vậy cho tụi mình. Hơn nữa hả? Lại còn nói là không có được sai sót gì trong quá trình giao hàng. Hay là trong cái này hàng cấm, hay là kinh khủng hơn. Bởi vì vậy mà suy nghĩ có quá không vậy? Chứ tại sao lại trả một số tiền lớn lắm? Bà thấy bình thường thôi. Đủ rồi. Để anh mấy cái chuyện này đơn giản mà. Người ta yêu cầu sao thì mình làm vậy. Nếu như lỡ có vấn đề xảy ra thì hai đứa chịu trách nhiệm. Hay lắm. Thì anh là shipper mà. Em thương anh mà đúng không? Anh đâu có trách nhiệm gì đâu. Đúng không? Giỡn thôi. Đâu căng thẳng như vậy. Không cần phải lo lắng. Bởi vì sao? Tụi mình là một gia đình. Thì một gia đình thì mình phải giúp nhau hết mình. Vậy chính ra là nếu có trách nhiệm gì xảy ra, anh cũng phải gánh vác với hai tụi em mới đúng chứ. Chính xác. Vậy cố gắng giao cái gói quà này cẩn thận giùm em. Đừng có xảy ra bất kỳ một sai sót gì hết. Được không shipper? Yên tâm đi sếp. Em sẽ ship cái món hàng này tới tận tay khách hàng. Mỏi miệng không? Vậy mới vừa với chị. Chị ơi là chị. Tôi kêu bằng chị luôn á chị. Từ anh đi nhanh giùm em chứ đi. Chứ nhìn đây một hồi là em phải liên tưởng tới những cái gì đó. Anh nhớ là phải niềm nở với khách đó nha. Anh biết rồi. Giả cho yên tâm. Anh đi đây. Đó. Mới nói là phải cẩn thận mà trời. Nó rớt rồi sao? Ôi mẹ ơi. Tiền nhiều lắm luôn á. Ổng mà cứ như vậy chết tôi luôn á. Trời ơi, bà đừng có lo nữa được không? Chắc chắn là anh sẽ làm được mà. Đợt này ngớ tiền đó mà tụi mình sẽ có tiền to. Ba mẹ ơi đâu rồi? Ba mẹ ơi, chú ơi, chú của con. Ủa con, sao mà đang khóc vậy? Dạ con bị lạc ba mẹ rồi. Chú dẫn con về đi nhà con gà.
bây giờ con có nhớ số điện thoại ba mẹ con không? Để chú gọi cho. Con không biết số điện thoại của ba mẹ. Nhà con gần đây lắm hả? Thì thôi con đi bộ về nha. Dạ, chân con đau lắm. Con đi được. Nhà con chỉ gần đây thôi, chú chở con về đi. Chú đang bận đi giao hàng. Nhà gần đây lắm đúng không? Dạ. Thôi lên chú chở cho nha. Chú đi, phải bé con lên. Trời ơi, đòi hỏi cái gì cô? Rồi đi, 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 đi. Đây, chú bế con nha. Dạ. Rồi, rồi. Trời, đợi đóng hiểm nha con. Rồi, bây giờ con chỉ đường cho chú nha. Cười ha há hô hố lên vậy chị, ngu duyên à. Thật thì mình vui thì mình được phép cười, mình được phép thể hiện niềm vui. Hả? Bà ghi đơn có gì đâu vui dữ vậy? Vui chứ, ghi đơn hàng là một niềm vui. Công ty shipper mà có hàng để ghi đơn thì quá vui rồi còn gì nữa. Trời ơi, phải chứ ngày nào tôi cũng được ghi đơn hàng như vậy. Ừ thì cái đó thì cũng vui thiệt. Vui chứ sao không vui. Ừ. Rồi đây, đơn hàng cũng đã xong. Không ai nghe. Hôm nay tôi có tâm trạng cho nên tôi sẽ đi giao hết mấy gói quà này luôn ha. Trời, sao tự nhiên nó rớt vậy? Tôi chết rồi. Chết rồi Nhã ơi. Có điểm không lành rồi Nhã. Trời đất ơi, biết rồi, tôi không hiểu nổi ra luôn á. Rớt hàng thì lụm lên thôi, có gì đâu mà. Không có đâu, tôi không linh cảm được cái chuyện gì nó xấu xảy ra với anh Phong á. Trời ơi, bà đừng làm tôi sợ đi bà. Thiệt, tôi nói thiệt mà. Chứ khi không tự nhiên nó rớt mấy cái gói hàng này xuống sao? Thiệt đó. Chú đi quan vắng với gì con? Sắp tới nhà con chưa? Dạ sắp tới rồi chú. Chứ có chạy 7-8 vòng nữa rồi chú. Chạy 7-8 vòng nữa hả? Trời, nãy giờ chú chạy mười mấy vòng rồi đó. Thôi, chú này vắng quá. Có khi nào con với chú gặp cướp không? Có thể lắm chứ. Con gặp cướp mà con vui như vậy hả? Dạ ý của con là nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Trời ơi, nói gì ghê quá. Thôi đi coi. Đi 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 đi, đi tiếp đi. Đi con. Chú ơi, ba mẹ con kìa. Ba mẹ ơi. Con trời nè, ơi, con trời nè. Trời con ơi, này bắt con tôi. Con. Trời ơi, con tôi. Bưng con xuống. Bưng con xuống anh. Ôi trời. Trời ơi, là trời. Trời ơi, con ơi, có sao không? Con sao vậy? Cái đó trời là của ơi. Ai? Cái đó là của ai? Nhà của em, của em, của em. Bắt cóc mà mày đặt đổi bằng bảo hiểm hả mày? Bắt cóc mà không có đổi nó bảo hiểm luôn. Trời ơi. Chị hiểu lầm em mà anh chị. Em là shipper, em không phải là người bắt cóc. Không hiểu lầm gì hết. Vợ ra là nhân chứng nè. Chồng tôi là vật chứng nè. Đúng rồi, tôi là vật chứng. Ủa, vật chứng là sao? Nè, hỏi con tao nè. Hỏi con tao nè con. Chú này bắt cóc con đúng không? Dạ đúng. Thấy chưa vậy con? Thấy chưa? Thấy chưa? Chú là bắt cóc con đâu? Thấy chưa? Thấy chưa trời? Đúng như lời vợ chồng con dạy là nói đúng. Đây, không có, không có, không phải. Đúng như lời con của tao nói là mày bắt cóc. Con nít nó không biết ăn ngang nói ngược, nó không có nói láo, nó không có nói dối. Mày gan trời ơi, bắt cóc ha, mà đi xe xịn đồ ha. Nè nè, biết là tính con tao bao biết bao lâu không? Hả? Bao lâu anh? 8 tháng rồi đó. Chứ vậy em mới gặp luôn tức thì mà. Trời, tao không cần biết. 8 tháng 23 ngày 12 giờ. Tao không cần biết là mày mới gặp nó hay không. Cái thứ này á, đừng có nói nhiều lắm. Phải đánh nó mới được. Đánh nó đi. Từ từ, đánh dưới cục đá. Ê, anh ơi. Không được. Anh ơi. Đập đá đập nó chết người ơi nậu. Thứ này á. Đưa đây, bỏ xuống. Nè, 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 nè. Đập nè. Ha. Không chơi cục gạch đó. Không. Giờ lắm.
bây giờ tai đối tai nè mày. Dạ. Mày biết 8 tháng nay tao kiếm con tao mòn mỏi, tao từ 60 kg còn có 30 kg. Mà mày nỡ lòng nào? Mày bắt a à, ông ơi, mày chở con nhỏ đi cái đoạn đường này vắng. Vợ tao kiếm con đâu mà ăn không ăn ngon ngủ không yên. Đúng. Đồ ăn tao... đường đó ăn không. Đâm ra vợ tao xuống ký tao lên ký. Thấy chưa? Vô duyên. Tao khóc quá, tao khan tiếng luôn. Dạ, mày chung... có hiểu nỗi khổ của người mẹ mất con không? Bây giờ tao sẽ dắt mày lên công an. Đúng, ôi, để làm rõ ràng chuyện này. Đúng rồi. Và bồi thường cho 8 tháng 20... 27 20 mấy 27, ngày 23 đó 23 23, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, 23, mày nhớ nè. Mày nhớ đúng ngày luôn rồi đó. Rồi, bây giờ đi lên công an với tụi tao. Không, 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 không. Chị ơi, thông cảm là em đang đi giao hàng. Mà em gặp bé nên em giúp bé thôi chứ. Chị thì lên công an là nó ảnh hưởng công việc của em. Mày sợ công an đúng không? Hay không có sợ nhưng mà không sợ sao mày không dám lên? Mất thời gian của em, chị hiểu không? Mất công thời gian là để mày đi làm chuyện khác đúng không? À, mất thời gian này mày bắt cóc đứa con gái khác của người ta hả? Đúng không? Dạ không có, anh chị hiểu bây lầm. Bây giờ lên công an không có gì đúng không con? Lên công an con làm chứng nghe không? Đúng rồi, con làm chứng. À, công an hỏi con bị gì con nói thì sao? Dạ chú này bắt cóc con. Trời ơi, con chở con đi đâu? Đi đâu? Đi đây đi đâu? Đi đâu? Đi dòng sông trôi. À, trời ơi, sông trôi. Trời ơi. Trôi luôn. Nó biết trôi luôn. Trôi là luôn. Mày tính dụ nó nhấn nước con nhỏ. Đó, thả trôi sông con nhỏ. Quá rồi mày. Cái tội này nặng lắm nè. Thôi bây giờ lên công cái an. Cái tội này á là lên sở công an nè. Đó. Phạt tù 10 năm tới 25 năm, chung thân hoặc tử hình. Đâu ra. Có không? Để ta định đoạt. Nói chung là mày có tội. Có tội. Mày là người có tội. Bây giờ đi không? Đi không? Thôi em không đi mà có cái. Nếu không đi thì bây giờ bồi thường. Đúng rồi. Bồi thường thiệt hại. Bồi thường danh dự. Đúng. Em không có tiền trong người. Không em chưa đi giao hàng, em chưa được nhận tiền nữa. Nó không có tiền. Mày lấy cái xe nó. Lấy cái xe kìa. Thôi vậy nha. Xe em đi giao hàng mà lấy xe sao em đi giao hàng nữa? Cái gì? Hả? Lấy cái xe nó đi thương công an rồi. Gì hả? Không được. Thì lấy cái gì đi. Vậy không được. Vậy tao mày móc hàng mày ra. Móc hàng? Gì vậy? Hả? Dạ. Gì? Hả? Giữa thanh thiên bình nhiệt nó móc hàng. Móc nó đi giao hàng thì kêu nó móc hàng ra. À đúng rồi, móc hàng ra. Móc hàng ra coi mày giao móc cái gì. Móc hàng ra. Dạ dạ dạ. Mày giao cái gì? Dạ dạ. Dạ em giao mấy này nè chị. Đâu coi coi. Đây nè, em giao mấy này nè. Lấy hết. Đưa đây, đưa mấy cái thùng hàng này cho tôi. Đây. Đưa đây. Anh chị cái hàng đó em giao cho khách tên chị. Không được. Giao cho khách hả? Bao nhiêu nè? Danh dự tụi tao. Đúng 2 năm 8 tháng chờ con rồi. Ừ. Gì mà tùm lum. Rồi rồi, thôi bây giờ không nói nhiều. Coi như là vậy tính vậy đi. Tính đừng đi. Để tao gặp mày nữa nghe chưa? Nè 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 nè, nhắc kỹ nha, nghe kỹ nha. Ha. Ở đây tao có đặt camera đó. Ừ. Ở đây tất cả là camera chống 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 nhìn thấy. Chống bắt cóc trẻ em. Ừ. Ừ. Đó. Bây giờ nha, tụi tao đi xa 1 cây số thì mày mới được la nghe chưa? Được nghe đi chưa? Xa 1 cây số nghe chưa? Mày mới được la nghe chưa? Mày mà la trước là mày coi chừng tao. La trước là báo công an á. Tạm biệt chú đi con. Con tạm biệt chú. Con nói con công bằng với chú đi con. Có camera nghe chưa? Dưới sông cũng đặt cái đó. Anh nghe chưa? Trả hàng cho em. Cái gì vậy trời? Hàng đâu giao cho khách?